Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin chia sẻ tới quý vị và các bạn về tổ đấu dây của bài biến áp cảm ứng 22/0.4 kV. Như các bạn đã biết, bài biến áp là thiết bị điện tử tĩnh dùng để chuyển đổi từ cấp biến áp này sang cấp biến áp khác cùng tần số. Với yêu cầu của cuộc sống thường ngày hay yêu cầu của công nghệ, mà bài biến áp có các tổ đấu dây là khác nhau để phục vụ cho các yêu cầu đó. Sau đây tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn về tổ đấu dây của bài biến áp là tam giác sao hay sao tam giác. Vâng, trên đây là tổ đấu dây của bài biến áp 22/0.4 kV. Tổ đấu dây thứ nhất là tam giác sao có trung tính. Tổ đấu dây thứ hai sao tam giác. Tổ đấu dây thứ nhất ta có quận sơ cấp, ta đấu tam giác biến áp đặt vào 22 kV cuộn sơ cấp, và cuộn thứ cấp được nối sao có trung tính điện áp ra là 0.4 kV. Tổ đấu dây của bài biến áp thứ hai là tổ đấu dây sao tam giác cuộn sơ cấp, ta đấu sao điện áp vào là 22 kV. Cuộn dây thứ hai là gọi cuộn thứ cấp, ta đấu tam giác điện áp ra 0.4 kV. Với tổ đấu dây sao tam giác này được dùng trong điện đỏ, được dùng trong ngành luyện kim, và tổ đấu dây tam giác sao được sử dụng rộng rãi trong sinh hoạt đời sống của con người, ví dụ như điện trong các tòa nhà, điện dân sinh. Clip vừa rồi tôi đã chia sẻ tới quý vị và các bạn về tổ đấu dây của bài biến áp cảm ứng 22/0.4 kV. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi.